Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cái hiệu ứng mà làm đẹp da mặt nha. Với phần mềm Filmora 11. Cái này là hiệu ứng chỉ làm đẹp da thôi, chứ không có kiểu bóp mặt, bóp cằm các thứ nhé. Và trước khi vào video ấy, thì mình cũng có một số thông tin mình muốn thông báo với các bạn ấy. Là có một số bạn thì cứ nhắn tin cho mình hỏi là mượn tài khoản của mình ấy. Thì kể từ bây giờ mình sẽ không cho các bạn mượn tài khoản nữa nhé. Tại vì cho nhiều các bạn mượn ấy, thế là xong rồi kiểu tài khoản nó cứ bị kiểu bị khóa rồi xong lại phải mở rồi mệt lắm. Mỗi lần cho mượn thì có khi lại còn phải đổi mật khẩu ấy. Thế thì đâm ra nếu mà bạn nào muốn dùng Filmora mà muốn xóa logo ấy thì các bạn phải mua bản quyền nhé. Mình sẽ hỗ trợ các bạn mua bản quyền với mã giảm giá là 20% thôi, chứ kiểu không cho các bạn mượn tài khoản nữa. Sorry các bạn. Ok, đây là trong Filmora của mình nhé. Trước tiên là mình sẽ đưa một cái video của mình vào. Đây là cái video hôm trước này. Ok, mình sẽ lấy một đoạn ngắn thôi. Một đoạn ngắn ở trên timeline, mình kéo timeline. Đây là cái video da mặt của mình. Đây các bạn nhìn. Thực ra thì mình quay ánh sáng nó tương đối đầy đủ ấy, đâm ra là da mặt nó cũng không phải đến nỗi tệ lắm. Nhưng mà cái mặt của mình thực sự là nó có rất là nhiều cái lỗ, nhiều lỗ kiểu ngày xưa trứng cá nhiều ấy. Xong rồi mình cũng kiểu không chăm sóc da mặt đầy đủ ấy. Đây các bạn nhìn này, ở trên đây nhá, nhìn này da mặt có rất là nhiều lỗ. Thì nếu như là bạn nào mà mặt có nhiều lỗ hoặc là kiểu trứng cá, tàn nhang các thứ ấy, thì các bạn có thể dùng cái hiệu ứng này. Để dùng hiệu ứng thì đơn giản thôi nhé. Đây ví dụ cái video này mình cắt ngắn ra. Cắt ngắn khoảng 6 giây đi. Ok. Dùng cái này. Để tầm này tầm 4 giây này nhé. Để dùng cái hiệu ứng mà làm đẹp da mặt ấy thì các bạn sẽ đi vào cái tab Effect nhé. Trong cái Effect này thì bạn sẽ tìm tiếp vào phần này nhé. Filter nhé. Filter and LUT nhé. Filter và LUT. Bản Filmora 11.7.7 này thì nó chia lại cái các cái thư mục phụ ở bên này. Thật ra bạn kích đúng như mình là theo cái filter và LUT. Sau các bạn chọn tiếp vào phần comment nhé. Trong cái comment này thì ở phần ô search này thì các bạn sẽ tìm cho mình là beauty nhé. Beauty. Các bạn enter. Nhớ nếu mà nó có mấy cái nút kim cương hồng ấy thì các bạn nhớ chọn cái này nhé. Tùy chọn xem là các bạn chọn phần miễn phí thôi nhé, để các bạn không phải mua cái nút kim cương hồng ấy. Về cái bản quyền của Filmora ấy, kể cả là bạn có mua bằng mã giảm giá thì bạn chỉ sử dụng được các cái tính năng thôi, còn tất cả các cái mà hiệu ứng phải mua thêm ấy thì các bạn sẽ phải cân nhắc đăng ký thêm. Ok, để mà làm đẹp da mặt thì các bạn sẽ dùng cái tính năng này gọi là Beauty Skin. Nó khác với cái Beautify này nhé. Beautify này thì các bạn sẽ kiểu bóp mặt, bóp cằm rồi là to mắt, rồi nâng mũi các kiểu được. Nhưng mà cái Beauty Skin này thì nó chỉ tập trung vào làm đẹp da mặt thôi. Và nó sẽ kiểu hiệu quả hơn là so với cái Beautify này. Bởi Beautify này thì nó phải kiểu check cái khuôn mặt rồi các thứ nữa. Ok, thì để mà dùng cái hiệu ứng thì các bạn có hai cách nhé. Một là các bạn kéo đặt ở trên cái video như này thì nó cũng áp dụng được. Thế cách thứ hai là các bạn có thể kéo và bạn thả trực tiếp vào trong video. Bạn kéo bạn thả trực tiếp vào video như này, tức là vào cái đoạn video mà bạn muốn làm đẹp da mặt. Tuy nhiên đây là mình áp dụng rồi nhé, kéo vào rồi nhưng mà cái da mặt của mình nó vẫn chưa thay đổi gì cả. Bởi vì là mình chưa chỉnh. Để chỉnh cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ kích đúp vào video. Sau đó các bạn chọn tiếp là Effect nhé. Trong cái phần Effect này đầu tiên là các bạn phải chọn cái vùng da mặt để cho phần mềm nó nhận biết được. Thì bạn dùng cái bút chọn màu này nhé, chọn cái này. Sau bạn sẽ nhấn vào cái này, chọn vào cái phần da mặt của mình. Đây, chọn vào da mặt. Đây, phần color như này là nó đã chọn được cái phần da mặt rồi nhé. Tiếp theo là bạn có ba cái thông số Alpha, Radius và Tolerance. Trong đó cái Alpha này là cái quan trọng nhất này. Alpha này là nó sẽ chỉnh là cái độ mạnh hay yếu của cái hiệu ứng. Thì các bạn có thể tùy chỉnh nhé. Tại vì đôi khi không phải lúc nào bạn cũng muốn cái da mặt của bạn nó kiểu bị kiểu quá bị mờ như này. Quá bị mờ như này thì trông nó rất là giả, trông nó hơi bị sáp. Thì các bạn có thể chỉnh cái Alpha này. Ok, kích lại vào Effect. Bạn chỉnh nó xuống khoảng tầm 40-50 gì đấy. Mình thì sẽ chỉnh nó rơi vào khoảng tầm 50 ấy, trông cho nó đỡ giả. Đấy là một. Với thứ hai nữa là Radius, tức là khi mà bạn dùng cái hiệu ứng gọi là làm mịn da mặt đấy, nó sẽ thêm cho bạn một cái lớp phủ trên mặt. Và lớp phủ đấy thì nó sẽ có từng cái đường kính nhỏ nhỏ như này. Thì bạn chỉnh cái này nhé. Radius bình thường ấy, nếu như mà bạn muốn nó mịn hơn thì bạn tăng cái radius. Thế còn nếu mà bạn muốn nó kiểu nó trở về cái da mặt thật ấy, thì bạn giảm cái radius này xuống. Ở đây mình có thể tăng lên một tí này.
Rồi bây giờ mình sẽ view to nó lên nhé. Để xem view to thì các bạn có thể kích chuột phải vào cái cửa sổ preview này. Các bạn chọn zoom level, các bạn chọn lên 100 chẳng hạn. Đó, sau các bạn chỉnh vào xem ở cái vùng da mặt này trông nó ok chưa. Đây các bạn nhìn này, da của mình bây giờ những cái mụn miếc các thứ là nó cũng kiểu lặn mất rồi đấy. Tolerance là cái dung sai của cái hiệu ứng thì các bạn có thể tăng hoặc giảm đấy tùy. Vì mình muốn tăng lên một tí để cho nó kiểu mịn hơn, còn giảm đi thì nó sẽ quay trở về cái vùng da gốc. Sau đó mình sẽ nhấn vào OK. Mình có thể kích vào zoom level để quay trở lại về bình thường nhé. Zoom level vào fit để nó quay lại trở lại bình thường. Đây là mình view trên toàn màn hình cho các bạn xem. Đó, nhìn cái da mặt này nó đã cải thiện mà nó kiểu nó trông nó không giả quá. Thì như thế này là mình có thể xuất bản video ra được rồi. Đấy là làm nào để dùng cái hiệu ứng làm mịn da mặt với phần mềm Filmora 11. Mình sẽ đặt cái kết quả này ở cuối video để cho các bạn xem nhé. Hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.